Hello, dạ con xin kính chào quý ông bà cô bác nha. Xin chào các bạn. Con là Tha Lan. Chào mừng mọi người đã đến với kênh của con nha. Bữa nay thì con sẽ mời quý ông bà cô bác và các bạn cùng ăn cơm hay ăn cháo với con nha. Con là ăn cháo mà con chưa ăn. Bữa nay con không có ăn cơm. Thường con cũng có ăn cơm được đó nha. Đó, cháo này á, là mình nấu từ cái thịt gà mình hầm ra thành nước, rồi cái thịt gà mềm á, cái mình xé nhỏ ra, xong rồi mình cho nó vào. Đó, còn cái mình nấu từ cái này nè. Đó, cái này là cái cơm á, giống như cái cơm, cái gọi là cereal for baby. Cái này là made to rice nha mọi người. Cái này rất là tốt, rất là dễ, tiện lợi luôn á. Cái nước súp đó mình nấu ra ha. Xong mình thịt gà rồi mình xắt nhuyễn rồi để trong đó luôn, mình nhuyễn trong đó đó. Xong mỗi lần mình cho bé ăn đó, một khẩu phần của nó là bao nhiêu đó, cái mình múc sẽ ra bao nhiêu đó. Xong rồi mình sẽ cho cái siro này vô, mình quậy quậy tới chừng nào mình cảm thấy cái độ sánh mà mình thích cho con mình ăn được á là mình ok. Đó, như vậy đút cho nó ăn. Ụm được không? Ụm 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 đi. Ụm nè. Quý các bạn đang xem cái này thì nhớ ăn ngoan giống Tha Lan nè. Tha Lan ụm 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 đi con. Ụm. Vừa ăn mà còn muốn ngó nữa cho nên nó vậy đó. Ôm đi, ôm giỏi nào. Ta. Ăn mà còn làm gì đó. Ăn mà còn làm kiểu gì kỳ vậy ta? Coi, ăn, ăn nè con. Thổi đừng có thổi nha. Giỏi ăn mà đó, ăn ngoan vậy mới người ta mới thương nha. Ôm nha con. Ôm nào. Ôm nè. Giỏi chưa? Tha Lan ăn giỏi nè. Các bạn ơi, ăn ăn với Tha Lan nào. Cùng há miệng ra. Há miệng ra. Giỏi quá, há miệng ra. Rồi làm một cái nữa luôn nè, làm giống vậy nè ha. Há miệng ra. Há miệng ra. Há miệng. Đó, ăn giỏi không? Làm luôn một cái nữa nè. Nè, há miệng ra. Há miệng ra đi con. Đó. Oops, sorry. Phần hơi nhiễu nhão một xíu. Mà that's ok ha. Hả miệng ra. Tiếp. Giỏi chưa? Hả miệng ra là liền. Giỏi quá. Ăn vậy mới mau lớn nha. Hả miệng ra. Còn hả miệng ra. Ups. Hả miệng ra. Tha Lan chắc cũng muốn no rồi. Sorry. Giỏi nè. Nhưng mà vẫn còn ăn giỏi nè. Còn có miếng đó hết rồi. Còn có xíu nè. Dét luôn. Dét luôn. Nào. Đi con. Giỏi chưa? Giỏi quá. Cưng quá nè. Giỏi ơi. What are you doing? Còn miếng luôn. Hả miếng ra luôn. Hả miếng ra luôn. Don't waste your food. Luôn. Luôn. Không được lãng phí đồ ăn nhé. Hả miếng ra. Hả miếng ra. Luôn. Hả miếng ra nè con. Hả miếng nè. Tha Lan. Đó. Tha Lan ăn giỏi chưa? Tha Lan ăn ngoan chưa? Các bạn ơi, cùng ăn với Tha Lan nè. Giỏi quá. Giỏi quá. Tha Lan 9 tháng nha. Nói đi con, nói đi. Dạ con 9 tháng. Con biết ăn cháo, con biết ăn cơm. Con biết ăn bún, con biết ăn phở luôn. She can eat noodle soup. Yes. Con biết ăn phở nè. Ăn cháo gà nè. Ăn cháo thịt bò nè. Ăn bún bò luôn nè. Dạ con ăn rồi. Rồi con vỗ tay đi, vỗ tay đi, vỗ tay. Rồi qua qua, vỗ tay, vỗ tay. Giỏi, giỏi đó, vỗ tay nữa. Vỗ tay luôn, vỗ tay luôn, vỗ tay đi. Làm đi. Giỏi đi. Đó, giỏi. Làm gì là làm gì? Ăn nhanh vỗ tay có đi, mập vỗ chiến tay. tháo thôi mà. Vỗ Có gì tay. lớn lao đâu mà mẹ Thôi làm vỗ dữ tay đi, vậy? vỗ tay nào. Rồi con ăn xong rồi, con ăn trái nho nha. Lấy một trái nha. Xúc. Đây, lọc nho cho Tha Lan ăn nè. Lọc nho. Cũng thích ăn trái cây nha quý ông bà cô bác. Tha Lan ăn trái cây được. Nhưng mà mình phải để vô cho nó cắn 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 nha. Miếng nhỏ, còn nếu không mình lấy dao á, mình cắt ra cái miếng nhỏ xíu nha. Đó, cái mình lấy cái muỗng hay gì mình để cái miếng nho vô cái mình cho nó ăn. Tha Lan bắt đầu mọc được hai cái răng rồi đó. Tha Lan cắn hết miếng nè đó đó, nhai thấy chưa đó, nhai 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 ngon lành luôn.
Đã quá. Nè. Trời ơi. Giỏi chưa ông bà cô bác. Khắn đó. Giỏi quá. Con nhai đó chưa đó. Vỗ tay đi, vừa vừa ăn vừa vỗ tay đi. Đúng đúng. Vừa vỗ nữa chứ, vỗ có mấy cái thì vỗ tay đi. Rồi. Vừa ăn vừa vỗ tay, giỏi chưa? Vỗ tay đi, vỗ tay, vỗ tay, đúng. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Giỏi, giỏi, giỏi. Giỏi quá. Nè, nè. Cắm nó đi. Ôi, cắm có 3 phát rồi, hết hết trái nho con. Nhai đi, ăn nữa không? Con muốn một trái nho nữa không? Ôi, có nhiều không giọt nước. Trời ơi ghê quá. Ta Lan ơi. Con dòm đi, hả họng ra, hả miệng ra cho bạn coi coi xem con ăn hết chưa. Con ăn được hết trứng cháo và con ăn một trái nho. Giỏi chưa? Con giỏi rồi. Dạ thôi. Rồi, buổi ăn cháo của con đến đây là hết rồi quý ông bà cô bác ơi. Dạ, cho con xin chào tạm biệt. Con bye bye. Bye bye đi.